sáng nay đoàn giám sát hội đồng nhân dân thành phố do phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố trần quốc sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với sở xây dựng về giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phát triển quản lý sử dụng tài sản công là nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đà nẵng Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, thành phố đã sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng 10.828 căn hộ chung cư, 1.146 phòng ký túc xá, 346 căn nhà liền kề. Đồng thời đang triển khai dự án chung cư nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên, 209 căn hộ và đang xin chủ trương chuyển đổi công năng đối với hai khu ký túc xá tập trung phía tây thành phố, mở rộng tại khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh 728 phòng. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã làm rõ thêm thực trạng chung về tài sản công là nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, công tác quản lý hoạt động của các nhà trưởng, ban quản trị tại các tòa nhà, đánh giá chất lượng các nhà ở xã hội được đầu tư và thực trạng các hạ tầng xã hội đi kèm tại các nhà ở xã hội.